Hoàng Quyên khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ thông tin sắp theo chàng về dinh vào cuối tháng 7. Ông xã tương lai của cô tên Tuấn Việt, sinh năm 1992, bằng tuổi cô, là một kiến trúc sư làm việc ở Hà Nội. Nữ ca sĩ cho biết cô quen chồng chưa cưới khi tìm đến một văn phòng thiết kế để làm nhà. Cả hai hẹn hò được một năm mới quyết định đi đến hôn nhân. Ban đầu, cặp đôi chỉ trò chuyện về công việc qua điện thoại. Sau thời gian liên lạc thường xuyên, cả hai tìm thấy những điểm chung về tính cách, sở thích nên quyết định gặp gỡ. Tháng 8 năm 2017, Hoàng Quyên chính thức nhận lời làm bạn gái của chàng kiến trúc sư. Trong mắt Hoàng Quyên, ông Giã là người hiền lành, chu đáo và luôn lắng nghe quan tâm đến cô. Để chuẩn bị cho đám cưới, đôi uyên ương đã thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn bên bãi biển. Hoàng Quyên diện váy trắng giản dị, đầu đội khăn voan, trong khi ông xã cô cũng ăn mặc đơn giản với áo sơ mi và quần âu. Cặp đôi trao nhau những cái ôm, nụ hôn ngọt ngào giữa không gian thiên nhiên mênh mông. Vợ chồng Hoàng Quyên sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 18 tháng 7 tại Thái Nguyên và đám cưới ở Hà Nội vào ngày 22 tháng 7. Vốn là người kín đáo về đời tư nên nữ ca sĩ ít chia sẻ về chuyện tình cảm trên mặt báo. Cô cũng hoạt động âm nhạc một cách thầm lặng chứ không ồn ào. Hoàng Quyên sinh năm 1992, được khán giả biết đến khi tham gia Việt Nam Idol năm 2012 và đạt ngôi Á quân. Với chất giọng cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt, cô từng được nhạc sĩ Lê Minh Sơn ưu ái và giúp đỡ trong nhiều năm. Cô từng phát hành album Cửa Thơm Màu Nắng vào năm 2014 và có live show Z đầu mùa vào năm 2015. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Ngoài chụp ảnh cưới trên biển, Hoàng Quyên và chồng còn lưu lại những khoảnh khắc bình yên trên con đường làng. Hiện tại, đôi uyên ương đang tất bật gửi thiệp cưới đến bạn bè và đồng nghiệp chuẩn bị cho ngày hạnh phúc.